Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: "Thật, tôi bảo cho ông biết, đừng ngạc nhiên vì nghe tôi nói rằng các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu. Mọi kẻ sinh bởi thần linh cũng vậy." Nicodemo hỏi lại rằng: "Việc ấy xảy ra thế nào được?" Chúa Giêsu đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao? Thật, tôi bảo thật cho ông biết, điều chúng tôi biết thì chúng tôi nói, điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng. Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được ngoài người đã từ trời xuống, tức là con người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào người thì không bị tiêu diệt muôn đời." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Như ông Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng phải dương cao như vậy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trên núi Sọ, Đức Giêsu lại rao giảng tám mối phúc thật, một bài giảng hùng hồn, không chỉ bằng tám câu nói nổi tiếng, mà còn thực hiện trọn vẹn bài giảng đó cách sống động, qua thái độ, qua hành vi phó thác và khoan dung của mình. Bệ giảng của Ngài không còn là mũi thuyền ven hồ hay cỏ dại ven đường, nhưng là thập giá, hình phạt dành cho tử tội. Thanh dọc của cây thập tự diễn tả tâm tình phó thác nơi Chúa Cha. Thanh ngang của cây thập giá diễn tả tâm tình khoan dung với con người. Hai tâm tình yêu mến ấy đã nối kết con người với Thiên Chúa và với nhau, keo sơn gắn bó. Núi Sọ, theo địa lý, chỉ là một ngọn đồi thấp, nhưng đã dương cao Thiên Chúa làm người cho mọi người ở mọi nơi và qua mọi thời có thể nhìn ngắm, xúc động, tin tưởng, yêu mến và nhờ vậy có được sự sống đời đời. Như ông Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng phải dương cao như vậy. Người Kitô hữu quý chuộng cuộc sống ở trần thế này, nhưng chúng ta hiểu tính chất mau qua và tương đối của nó. Như Đức Giêsu, chúng ta cũng phải đi qua cuộc sống đời này, nếm đủ mọi mùi vị của phận người, chịu đựng mọi khó khăn thách đố, trước khi về với điểm đến chung cục là cuộc sống đời sau. Đức Giêsu chịu dương cao trên thập giá để đem lại sự sống đời đời, hạnh phúc muôn thuở cho chúng ta. Đức Giêsu được dương cao khi bị treo trên thập giá, được dương cao khi được Chúa Cha phục sinh và được dương cao khi được Cha đưa về trời. Đấng từ trời xuống nay đã lên trời và lôi kéo chúng ta lên với Ngài. Vậy thì chúng ta phải sống làm sao để thoát khỏi sức ép xuống của vật chất?
phải sống thế nào để chúng ta có thể nhẹ nhàng bay lên và có thể kéo thế giới quanh ta bay lên theo.